cho hàm số y bằng fx xác định và liên tục trên từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng, chính là xác định trên tập số thực đó các bạn, có bảng biến thiên. Thì mệnh đề nào sau đây đúng? Thì các bạn nhìn vào câu A, câu B, câu C đều nói về đồng biến và nghịch biến. Khi để xác định đồng biến hay là nghịch biến, ở đây các bạn nhìn vào bảng biến thiên nha. Bảng biến thiên thì các bạn có hai cách nè. Nhìn vào y vậy, nếu là dấu cộng nè là đồng biến, nếu là dấu trừ là nghịch biến. Còn nếu nhìn vào y thì đi lên gọi là đồng biến, đi xuống gọi là nghịch biến, biết chưa? Vậy các bạn muốn nhìn vào đâu, quyền quyết định của bạn. Vậy ở đây mình sẽ có dấu cộng đồng biến, vậy là đồng biến từ trừ vô cùng đến trừ 1 và 1 đến cộng vô cùng. Nghịch biến từ trừ 1 đến 1, và các bạn chọn đáp